chùi nhom phong mình ơi miền khơi các bà nhom tê mày ơi đâu mà bán tay rồi tay mày rốt mình rồi tê mày tôn cho cùng đã anh lên lang mày lên lang chăm chăm chơi kia mình xướng có chi sợi tay mềm mại chậm nát miền côn sợi mềm nhẹ chấm muộn đàn ní đã xa tại ca đâm bàn lại nơi ai sợ mình sợ bàn phá cót co sầm lại chết năm cô rồi bỏ cót mặc chú cả sẽ than rồi bỏ ôn chị đồn muối đại tộc cháu nơi ai khai vinh mai con đôi chim miền Arab tham ăn sầu tay tay ní pro con tại chôn mặc phim con đôi chim miền Arab tham hay hay giang mẹ mà đăng tê mình ấy tê đi bà hai chị khác nông tay của ngật bể hái tự bàn chị anh cật bài ní cha bà hai chị chẳng hai mặt tay con một bạch chạm khai tê à vậy đam miền được nông tay dưng cứ chỉ rồi bỏ dưng tay ơ tay ní chỉ tay rồi bỏ lụp bồn ta mai bạn hãy còn chọc cất tràn tiệt tư, chạp dội văn từ tục hãy từ ngụt tất. Bạn tập bị đàn ní bạn ngụt tất rút, nên các bạn tránh mặc rạp tế, các bạn khơi mà nụp bỏ sợi châm nạp bì nế, đai rút nơi chật khàng nữ, bạn mơ mặc niên đá châm lại. Châm rịp xua, ông bỏ ông sợi. Lực đại thoại bẻ khmui. Lỡ hai khmui sợi, ta khmui tập tâm ở nơi tì nế mền thế. Chà lực ông. Chăm hai nâng máy, tập ta lang mặc chùa cả sĩ thân ở thang ngày ní tế. Ta không mối xoay mà chả cả sĩ thân ní đại tế. Chà lực ông, chăm mình đại bán xoay ní tế. Bạn ta mày chăm bạp thà, chị đây rồi bà lục bố. Đại tế chị bóng bóng chị đôn mùi rồi bà cốt. Nếu chả bà chị mà chả thông mày hỏi. Ông tên bí rùn nơi tế ní chú hai mến tế. Hà sập năm chuyện hỏi. Đại ông nâng bộ bốn mà rồi nới đồng bọn nê. Tại đã không mùi rùa nâng nữ cư miên ảnh dụng cảm rồi chứ nằm ở khai. Bạn tập bình này dây khí nì rùa, đàn ní các bạn đã chốt được nông tẹp vĩnh, tăng ả rõm bưu bùa. Bởi đàn níng, bán lưu rừng rái tăng ảnh nì. Nếu bế đàn níng cầm bông tay ảnh côi khí nông bình tục kế, sắp tay mình khăn cổ ộp sành thuốc, bàn tay mình khơi miên sành. Mai, mai miên bán ớt thuốc rồi ớt. Ất tế, mày có con xua rừng ní. Cho mình ả rõm thả thông khăn sành thuốc, rồi còn nẹ chất khang ớt thuốc. Tại máy đôi chị mình thông khẩn ấy phong nâng. Bà hai chị cho mọi rồi bác con mình bánh hai mà tới. Con cũng cất tràn bệnh ấy chạp riêng trong cả lãnh kênh tới nã. Chà mai. Nếu bé đang mà đại con tầm bị bàn kênh lúa. Sắp tầm miên mà nụp bỏ trong nạc mình nhé. Mốc sập tài chiếm. Nâng khảo ai rồi hay rồi dê rồi giấy. Châu có bài kê rồi bỏ đàn ní. Rồi đi giấy tới căn niền. Mà nơi cho mỗi ông mau không mùi sợi. À tê, cho mình tay tê. Mà nơi chung đua dương mau, dương chong tôi chập chiệt. À tê, chung bàn tay tê, mẹ chung xe phong mẹ. Dương nâng chung bạch có anh ôi xe lọc. Thà rưỡi, không mọi nước, có tốt tới chung bạch có đàn ní. Thôi anh những thầy thằng phế, rồi hốt đọc nhẹ đăng luôn làng vinh tén cả đa dục. Mẹ, mẹ, chung con phong mẹ. Anh gặp ấy á, đàn ní, giúp hai mẹ con mình bồng kênh tới. Mạnh nế, con cho sắp khánh khám hơi, mặc cho con tên này cho mùi. Ơi, con chạp xong ngọng kênh vinh tới, mặt bạch phây nụ tế. Chúng khách nằm mai. Con sốt rùm lật, con bè rọt tên ạ trái tới. Bột thèn thòm mèng sang khèn. Bột thèn thòm mèng sang khèn. Bột thèn thòm mèng sang khèn bày chóp. Các bạn thưa tạm ca này nóm rồi bỏ mặt đầy rút. Đàn ní bàn kênh lúa đã không biết ở vầy mọc rộng khăn niếng tì tì. Bàn tay mùi xung tù cài mọc, sắp tầm miên xung lên chạy lưu giác lắng nơi cài bà tè. Mình ơi mình, bạc thuyê ở khuyên phong. Dì à, hãy cho mình là nàm ở rộng ấy tiết tăng dụng lục bạc mình nâng á. Khuyên xông chôl tật nông phong mình, nơi khăn cài rộng nghiên na. Ơi! Nhưng màn sọt ai thả chi nó nà nụ tê. Bà mình cả ai chăm prex ai chăm máu. Rồi lời ní mình cũng ngồi kênh khăn ná. Mai không bông đi dê chú môi nẹ nà kênh nà. Hơi mặt đần thạ. Không mình mọc bì nà tê. Xông chô bà tè thần giúp. Kê bạp tham nơi kháng cài rùm nghiền nà. Mày cả con ăn lưu xâm lấy nà nà đi dê sàn chăng. Kê bà hai chỉ tự bạch hơi. Đời xa ta mai mặt bạc thủy ơi. Hơi nẹ nà hiền bạc bà đê bà đá tứ. Bà mình đùm mặt đai sọt nì phong nú. Con mình men men nành chắc tay mai. Hai con ai chọn đi dây bị ấy á, mấy con mình chọc đi dây máu. Cứ con sẽ đắp mình lên nẹ nà đi dây cho môi mai tê. Lên ta mai đi dây mình nẹ anh.
mình đừng ai tới rồi tới bà mai lư kê hai chú bà nà. Chăm mai ở tờ rô mơ bình tích mơ cảnh kê mình toàn tới nà chứ ngay. Mà đáy rồi bà đàn ní, bạn bà bằng uột bình tích, đám bấy rộng mơ mà chạy xâm lến, đại bán đi dây chung với con mùn ní. Sẽ đập tài khuyên bà rộng mình nhé, chô cọng đám chờ nơi các bà nữ. Kê nơi tì nụ tê. Con sợi, ai sẽ đập cho lòng hơi. Ai nà tơ mai, mày có con mình khánh kê xoan chăng. Ý con đi, mà nụ nơi cọng đám chờ nó. Nơi bếp đà đàn ní mơ tự con bà rộng ní, ní mình cả phật phái giang khẳng. Mai cái con đang hơi để con bắt khơi cái nông dân sao? Con cho làm tệ đắng mỡ cho bà sân tư. Anh tê mẹ, con mình cho làm tê cái con đang hơi. Ơi, đôi chi mình sẽ sửa tê, dừng chặt mặt bằng ôi kênh bình tư. Mẹ hai mẹ, cô ấy khá khăn nè. Nẹ tên tí, bán kênh tên à rộng phải khát. Đói mình hiên là dây sẽ đầy sông bay tái mùi mạt. Mùi sân tư cài móc, sắp hiệp cá con ngập ngập tới vĩnh. Mình xướn nâng con rồi bỏ gót, bán kênh chăng lùng lúa. Sắp tay miên ta chạm mình nhé, đá mực tiền trường rồi bà gót, hai sẵn khlang khlang thà. Chạm nòm khá nế chạm bực tía dường phlươm, dường mình ỏi bộ ai nơi tế. Tẹn đi chụp tẹn rồi bà ổn chậm tế, cho lập bù chi nó nà tớ. Dường kì kìa mà chạp kẹo nế, bà ai mà nòm khá nế chạm tế. Dương nâng do con xây anh từ nơi chưa mùi hơi. À tê lục bú, công thơ bạc con chồng ấy. Dương nâng trọc bạch cò con ấy. Công ấy, chồng prong chanh hơi, công thơ bạc con chồng ấy. Mình xướn, bán xây rồi hốt, đọc nhẹ bì ca dấu sọp nữ. Thằng ấy rẹp mặt tới hơi, con cọc bàn bình nhập nóng con xây, tới đâm bàn lại nơi cái rạp tè vinh. Nơi bè đại phụ kê tự đo tìm nữ, sẽ rắp ta miên lưu xâm lên trầm lạch muối, tránh bị khăn ông bấy các bạn nữ. Ôi, chư nà. Mai, xâm lên đôi chư miên đồ nà xảy các bạn nế. Ơ mền hai, mai có lưu đai. Chùi phong. Ôi. Chuối nhóm phong, nhóm chư nà. Xong lấy đôi chị chanh bị bày khăn nụ. Tỏ, dừng chạm tờ mưa sẵn tới. Mình cắt tệ đăng ngay mai. Ta mình nạ nà mà cắt ấy khăn ông bày bạp nên nụ. Tha mình tra hứa ai chứ không bỏ bằng lòng khăn luôn cơ thả bạn đây. Hơi, anh cũng cất tràn bếc. Ta mình không bỏ ả nà mà chanh cắt thằng ngày bạp nên nụ. Tay này tên này sẵn lắm nè mai. Ơi, hãy cho bà miên nẹ tay rộng bùa vinh nụ. Kể mình sẽ lập mặt từ hai tế ấy. Nẹ tên tí, bạn đã xâm đáy tay cân lành đà miên lưu xâm lệnh nụ. Sẽ lập tay lịch tránh nơi không mọi bà rộng mình nhé. Ất miên cả bá bí tí nụ màu. Chùi nhóm phong. Mình ơi, miên khơi các bà nhóm tế. Mẹ ơi, nào mà bán tay rộng tay. Mày rốt mình rủi tê, mày tôn cho cùng đã. Ai lên lăng mày, lên lăng, chắc xem chui cái đấy. Công toàn tư ấy, chui rốt các bà lọc nhóm phong. Chui phong, các bài lông, chui xem phong, các bài lông. Xâm lấy sạch rồi bỏ đàn ní, bán thơ ai nẹ đàn nơi các bài nữ. Lưu phụ kế bán nóng khní rốt xâm đào mật rốt niếng. Bán tay mình khơi miên khám mắt nụ tì. Cứ miên tài niếng, hai nâng bạc đài rồi bỏ niếng. Công phóng tài rốt bánh đá, sạch bánh đá. Chọc sân. Ta nẹ đừng bí miên rường ấy nâng. Xâm rùa là rằm sân tê. Ở ấy hai. Chân khai nạ ông. Mình ấy thế ná, miền phụ dương nơi tì nì hỏi công khlai ấy. Nè mình dâng mạch ta hỏi. Trong tuần trường tuần đầy ở hỏi, cô ấy khlai khlăng ná. Xâm rạ sân tờ nẹ bóng chăm đi dây tiết. Bảo mơ tam sạ phía bảo bỏ nẹ thằng bí, cứ chứ ba chị trâu khám ai lòng hỏi. Không mời bó. Anh chắp tên đi môn bà xong mau. Bạn lục ông. Mơ
ួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះសង្ឃក៏បាននិមន្តមកដល់ដាននេះបានប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលនាងនឹងម្ដាយបានជួបកន្លែងដែលឧបាសិកាទាំងពីរមករស់នៅនេះពីមុនធ្លាប់មានហេតុមិនល្អកើតឡើងកាលពី5ឆ្នាំមុនតាមមានរឿងអ្វីទៅលោកបងអាត្មាជាសង្ឃមិនអាចនិយាយបានទេញោមព្រះនេះកាលពីមុនគឺជារបស់បរោះចំណាស់ម្នាក់គាត់ជាសេដ្ឋីហើយមានកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់បន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានយកប្រពន្ធប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះមានគំនិតអាក្រក់បានក្បត់លួចតាក់តងនឹងប្រុសផ្សេងហើយនាំគ្នារៀបកំរងសម្លាប់ពីរនាក់ឪពុកកូនដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ខ្មោចដែលក្មួយស្រីបានឃើញនោះប្រហែលជាពួកគាត់នឹងហើយវិញ្ញាណរបស់គាត់ទាំងពីរប្រហែលជាមិនបានសេចក្តីសុខទេបានជានៅវិលវល់នៅទីនេះមិនព្រមទៅចាប់ជាតិតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដឹកគុណទើបអាចជួយដល់វិញ្ញាណពួកគេបានគាត់ទាំងពីរគឺជាខ្មោចដែលគ្មានសាច់ញាតិទេអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនចុះទើបប្រលឹងនោះបានទៅដោយស្ងប់បន្ទាប់ពីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលរួចមិញសៀនហើយនឹងដានីក៏បានវិលមកគ្រោះនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញចំណែកអ្នកភូមិនៅទីនោះក៏លែងមានឮខ្មោចលងអ្វីទៀតដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគេមិនដែលទៅល្ងង់យកសំរាមទៅផ្ទះគេវិញទេកូនកូនអញគិតទៅមើលបើចោលនៅក្នុងព្រៃនេះវាឆ្ងាយពីផ្ទះផងគ្មាននរណាឃើញផងហើយគេយកទៅដាក់ឡានឲ្យធ្ងន់ឡានគេធ្វើអីមែនហើយកូនសំរាមគេចោលក្នុងព្រៃវាមិនមានប៉ះពាល់មនុស្សផងម៉ែអើយក្នុងព្រៃក៏ដោយតែចោលយូរយូរទៅគង់តរាយពីវាពីកាទេថ្ងៃក្រោយបើយើងមិនលេងហើយចោលគេផ្សេងមិនលេងហើយចោលតើយើងយកកន្លែងណាលេងទៀតទៅគិតវិញឆ្ងាយអីកូនបើកន្លែងណាស្អាតយើងទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទៅរឿងខ្មោចរើសសំរាមមានគ្រួសារមួយនោះចូលចិត្តចោលសំរាមរីបាយតាមផ្លូវសាធារណៈកន្លែងកំសាន្តនិងពាសវាលពាសកាគ្រប់ទីកន្លែងមានថ្ងៃមួយនោះពូសុយមីងសាំនិងកូនកូនពីរនាក់កំពុងបើកបររថយន្តតាមដងផ្លូវសាធារណៈពេលជិះក្នុងឡានមីងសុយបានទម្លាក់កញ្ចក់ឡានរួចចោលសម្បកដបទឹកសុទ្ធទៅលើផ្លូវសាធារណៈខណៈខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរស្រាប់តែកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះចែមបានស្រែកឡើងថាម៉ែម៉ែមិនក៏ម៉ែចោលសម្បកដបតាមផ្លូវអញ្ចឹងម៉ែអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើយើងចោលសម្បកដបពាសវាលពាសកាលអញ្ចឹងមិនល្អទេម៉ែម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យពងរីតាមផ្លូវសាធារណៈផងណាម៉ែយីអាកូននេះអញចោលទៅក្បាលណាអញចោលតែអញតើមានអ្នកណាទៅឃើញហើយអញចោលតែម្ដបសោះវាមិនពងរីទេបើគ្រូឯងចេះដឹងម៉េចមិនក៏មិនទៅប្រាប់គេគ្រប់គ្នាកុំឲ្យចោលសម្រាមដែលកោស្អុយរលួយនោះផងទៅម៉ែម៉ែនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវម៉ែគ្រូកូនគាត់ចង់ឲ្យជាងមានទម្លាប់ល្អតើបើមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតដូចម៉ែអញ្ចឹងតើពេលណាភូមិស្រុកយើងនឹងបានស្អាតតើតើយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាម្នាក់បន្តិចមកណាម៉ែថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានល្អទាំងអស់គ្នាយើហឺកូននេះឲ្យរៀនចេះដឹងតិចតួចង់មកបដៅអញផងបើអញអន់ណាមិនចាំហែងធំប៉ុណ្ណឹងហើយបានរៀនសូត្របែបនេះហេភ្លាមភ្លាមនោះពូសាំក៏បន្ថែមម៉ែកូននេះគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ឆ្លោះគ្នាដែរកូនចាំឯងក៏ដូចគ្នាបានរៀនសូត្រចេះដឹងតិចតួចកុំមកចង់បដៅម៉ែឯងធ្វើអីកូនឯងមើលទៅមើលនរណានរណាក៏គេចោលតាមផ្លូវដូចតែគ្នាដែរឲ្យតែមានកលែងស្ងាត់មនុស្សគេចោលតែប្រងព្រាតហ្នឹងមានអ្នកខ្លះចោលសបកនំខ្លះចោលស្បង់លងរាយមិនដាច់ឃើញមាននរណាមហាម៥ផងហ្នឹងមែនហើយប៉ាវីឯងនិយាយត្រូវអាកូនចែមឯងនេះស្ដាប់ឪឯងនិយាយទៅមនុស្សក្នុងស្រុកយើងនេះបើត្រឹមត្រូវដូចតែកូនឯងថានោះប្រហែលជាមានតែក្នុងរឿងតែដឹងបើការពិតណាប្រហែលជាគ្មានទេពុកម៉ែកូននិយាយនេះគ្មានបំណងអាក្រក់ឬចង់បដៅម៉ែឪអីទេតែគ្រូកូនប្រាប់ថាបើធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរណាពុកម៉ែអើបើកូនឯងចង់ទម្លាប់ល្អក៏ធ្វើទៅគ្មានអ្នកណាមកសរសើរកូនឯងទេតែបើចង់បានគេឈ្មោះឲ្យគេសរសើរវិញនោះ
คนไอ้ตั้งกันไล่น่าดำมินมันดูจราญให้คนไอ้จ่อเรื่องสำรามรู้ทอดบังหอกตื้อมันคว้าตีแนทซ่าไม่คนมันได้จ้องบ้านกาสซ่าเต้ไหมเฮ้ยบางคนฟื้นดำใบแต่บังอุดเกอเกสซ่าดัดได้บ้านปะเจ้าไอ้จงกร้อยสำรามเนื้อตาจีสำรามพดมกเกตุ่มเละเจ้าดัดได้จ้องชลุจมูกไอ้ตีบ่ไอ้จ้องฟื้นมันดูละออกกับฟื้นตื้อหายช่วยปรับครูไอ้พองบ่าวมีนเปตำเนียจำมาช่วยเรื่องสำรามในประเทศยังพองครูคนไอ้ก็เจ้าโดยตะเคียนได้กรอนตะกอนบานคืนเปิลปุ่งเรียนเก่งเย่เอาแต่ว่าซ้ำๆตะเต้ตามปั้นครูคนไอ้ก็เมียนไอ้ล้อเชียงปุ่ยยังได้ครูคนนั่งฝืนมือแจกดังตะครูไอ้หายคนก็โดยเคียนบานสำได้ครูติดตัวแหล่งดังจ่าแหล่งดังตุ่มหายส่งไปแต่มาเออก็เห็นพอได้ได้เกเรียนเอาแจกดังสุพีเรียบซาตายกุนไอเนี่ยแจกดังนะประหินนะกุนมีนอำนองละอ้อก็เข้าได้กุนจังปรับไม้เอาเยื่อก็ไม้กึศทะกุนปัดได้กุนประหินได้ตายนะเฮ้ยบางกุนยี่เข้าไอกุนสมโตกุนแรงเห็นยี่เตี้ยเฮ้ยได้ขึ้นสกามาผีขนงครัวซาแจกแต่จำได้จำได้ตัวใบจีจ่ายมทลอบตะตัวกุนเด็ดละอ้อปีเนี่ยครูมกกอดาวีทลอบบานปราปราตมลอบมาเด็กกอดดาวิปนใต้ตุงเวอร์ประจำทั้งไงคือชี้เมเรียนดอสำคัญได้ลอบอารมณ์อ่อยดอกจวบขนมกระไอ้เบ็ดดงมันอยู่เป็นมันแจมก็จับดามคล้ายชี้มนุปงรีโดยขี้นั่งเอปุกมาได้ระบักเก๋พองได้ในจงบนแต่ระบักปุกเก๋โปปิ้งเตอร์ดอสำรามทั้งไงมุ้ยแจมเมียนจมือกอกปุกมาได้เก๋บานน้อมเก๋เตอร์เป็นแจมเมียนอาการะก็ได้คลุนพองก็พองแนครูเป็นสมช่วยปนัดโกนขยมพองวิการจมือไอ้บ้านจิกระได้คลุนคลังให้ก็จอบระหดแบบนี้แนครูเป็ดปีนัดรู้ตอบวิ่งถ่าอาอ้นเมียนจมือระเละสุดคลังประหารมาปีดับบ้านรุ่นเนยกระไบเมียนทุลีจันหรือก็คลันอักระจรานให้เมนให้เนี่ยครูเป็นในจงเวงพเตียงย่อมเมียนสดแต่สำรามหนังทองพลาสติกจรานให้ขนมพเตียงก็เมียนคลันใส่ออกได้ขนมก็แต่ปรองดดเวจาวมาดองก็เอาไปเรียไปเป็นใดเป็นมันบานเตยปูปูอาจยกสำรามแต่ตกดักกันไล่เก็บประมูลสำรามบาปูดดวีหนังเมียนใส่ปนอาจบ่มปนปริทันวีมันเตรมตายปาปอดอกรูซาปูตีวิอาจปะป้อดอนมนุษย์มนีตูเต้ได้รู้ในมูลฐานระบบปูพองได้นะบ้านเนี่ยครูบัญชังไอ้เต้จำขยมตะวิ้งขยมหนึ่งประมูลกับดักกระร้องยกตะนักกระไลเกประมูลสำรามดำใบกมอยเรย์ไปเป็นใดขยมเตียนอาอ้นเล็บน้ำแต่งนี้ตามวิจัยบัญชีนี้เต้แต่ใบบุญทั้งไงหนึ่งบ้านทูสสบายให้แต่อย่างนั้นกมอยรู้เนื้อขนมปาริทานกับฝอบันตอตีนวิมันมีนพอดละอ้อสำหรับสกปรกเยื่อตีปูสำบานเยอะจะบาอัมปีพ่อปะปอในกาเจ้าสำรามจมวิ้งปริเวณได้ครูนรู้หนึ่งกอดบานนอมประปุนระบากอดสำอาดพเตสำบังตีทลีปริเวณจมวิ้งพเตเอาเมนสะเพียบปริยากาละอนี่ก็รอบบานถากอดเมนกาพเนื้อระลึกมุ้ยกำรัดได้ก็ปนไตตมหลบอักระมวยติดได้มันตอนไก่คือกาเจ้าสำรามปีวิ้งปีกาตามตีสาธิรณะไงสำระจงสัปดาห์มุ้ยกอดบ้านนอนครูซากอดใต้กำสานขนมเปรย์กำสานใบท่อมาจีดเปรย์นิสงัดล่อนะหมายเวียวิลสมายก็สะอาดเตสเพียบก็สะอาดยอลอากาศก็บริสุทธิ์ล่อนะได้เนาะเมนไฮปุกวีเมื่อแต่ยืงอาชบสำระกันไลนี่ไฮยืงอาหกใบในตีนี้นำใบสรุปโยปริยากาท่อมาจีดไอสระสายมาดองยืงคานบานสรุปชาวท่อมาจีดแบบนี้อยู่มาไฮต่อคนใจช่วยกรากระเตลเรียบจำใบตึงบัดไม้เป็นจับใบไม้ตกกระไรน้าไม้ขยมร่มเคินตีไม้ตกขนมกูดลานเมียนแตงกับจับใบเมียนแตงมะฮงเมียนแตงตักพลายเชือพองได้คนชายมไอ้ช่วยเรียบจำกรากระเตลนั่งสมาธิเทียกใบกับใบกระไรยึงกุยนุชจมวยไม้กุนเตนะจำปุ๊กช่วยเลิกระบาดงนงนจังเอาบัดปุ๊กไม่ได้คนจำใบขนมปรีแบบนั้นช่างเจ๊ช่างตาปุ๊กมันช่างไหมบ้าหมอหกไม่เนี่ยเธอเฮ้ยคนไอ้นี่ก็บ้าขุดนะ
กุมมาประจูไม่ไอ้ไม่ดังไห้มันแม่นมันโจเต้ไม่คนยิ่งกาปุ๊ดอ่ะคนไอ้เปิดดังกับโดนจิตดังนะเปิดค่อยกับค่อยหนักได้นะเฮ้ยไม่คนก้มปากไก่ขี้ไอ้บ่สนจะชงไงหายด่าโอ้หน้าในมาดองเต้ขยอลขนมปรีกับบริสันมันโดยขยอลนับเตียยังเต้ตีนิ้งขยอลทำมาจิตปิดปิดมันโดยขยอลนับเตียตีมีแต่ขยอลกังหาหนึ่งขยอลมาสินตะเจี๊ยเป๊กจะมาดองมาดองหรือยี่ลังปลื้มรวมเอาให้ไหมจำยำใบรู้สำระเรียงปลุบติดสำยังตะลับตะเตียวิ่งเป็นนุ๊ปูซ้ำมินซอยหนึ่งแจมก็บ้านนอมคณีได้เลงนั่งอังรังให้จะเจ๊คณีเลงก็ไลนิ้งสกับสัตว์อ่อนนะประหารมันเซอร์มีนมนุ่งมันนี้มันเลงเต้มาเต็งมีนตาไม่เวไอเมอร์ตะเวลขนุ่งเคยเจ๊มีนสำรำนี่มันเจ๊ทำมีนมนุ่งมันเลงได้ให้โอ้แม่นตาปันตาประหารมันเซอร์สมบูตีเติมมีนสำรำติดตัวบางมีนเกย์หมอจรานประหารจะมีนสำรำจรานได้ให้ก้นกระทะมันแม่นแต่ดังไหมกันไล่สงบสงัดให้มินปริยากาศละอย่างนี้พระให้จะมินเกมันเล่นจานได้ให้บ่มินมนุ่งเมาจานก็หนึ่งมินสำรำจานให้ตายมินมนุ่งเมาตายแต่โยกระบอระบอมาหอบให้ตายหอบให้ตายแต่ซอสำบอซอกันจอบให้มนุ่งมันโดยขี้เต้ไม่ปุ๊กมินเนคลากีวิชอบสำรำเกแต่เตะวิ่งเกมันเจ้ารีไปเต้ก้นจังท่าเกมันรีดูจะไม่แมนก้นมันท่านจังเต้ปันใต้ก้นกระทามีเนี่ยคลักเกยกสำรำตะเตะวิ่งเกมได้เติร์ลงงยกสำรำตะเตะเกวิ่งเต้ก้นก้นอันกระเตมะใบเจ้าหนักนองเปรย์นี่วิชง่ายไปเตะพองเขมีนน่าเคยพองหายเกยกตะดักล้านอ่อยงอนล้านเกยถวยไอแมนหายก้นสำรำกี่เจ้าขนองเปรย์วิ่งมันเมียนป่าปอยมันดูพองไม่เอ้ยขนมเปรย์กัดได้แต่เจ้าอยู่อยู่เต้คงจะเรียกเปียวเปียกาตีทั้งไงกระไรบะยืงมันเล่นให้เจ้าเก็บเส้นมันเล่นให้เจ้าตายยืงเจ้ากระไรนาเล่นตีตึกกึศเวงไงไอ้ก้นบะกระไรนาสัดยืงตะเล่นกระไรนังเต้บะกระไรมันสัดยืงก้มตะเล่นตีถือมือตะคว้ากระไรนาเล่นนั่งจังนั่งไงบ้านไงก้มกึศเรื่องนังตีทั้งไงเรียงเชื่อมติดได้ให้ต่อยืงตะเทวิ้งปุกเมียนนัดในพระเจ้าจะมวยมัดแพะปุกพองในเยรูซาเล็มปุกเก๋กับบานนอมคณีรีบจำไอวันดักลานดาวเจ้าบรรซอลเนื้อสำรามรีปายเป็นเปรย์ปูซัมมินซอยหักโดยจีมันโยปีการเลือกล้างระบอกโกนซาเปิดเฟอร์ดำนาตามเพลงปุกเก๋บานเคยมิ้นเนื้อลุ่ยใจตามเพลย์ก็ชกติงใจมันสนับประมาณจ้ามันสนับมาปอนเรียลสมบัยสนัดปีปอนพรามรอยบานอัดใจจาบานเอาไปสนัดเมาเน่ลุยจาออกกุนจานกรอยเปจิงลานบันตอมองใจมนั่งมิงซอยนอมขี้เบาเจยโฮมสลับแต่เมาจิตเพลิดบอดโจพเตะประหายปีรอยไม้ปูซ้ำก็โฮบเจยได้กอดบานบ้ากินจอดฟีลานรู้ตำแหละสมบัติเจยจาวดอกที่ให้ไม่เวียนหนึ่งก้นยกไอ้วันจ่อพองนะขยมไปยับตะเพียมัดเพะมันติ้งในเยรุ่นปูซ้ำก็จ่อปีแหลมรู้เตียงยกมาโตจี้เชิงวังมันบานดับปรามในตีพองสรับแต่มีแน่จิตคางรถมกปรามเนี่ยซอยเอ้ยปูซ้ำดวนมาโตปกวีเอ้ยการจะไม่ให้เปรตตะดันเคยปูซามราเอลสบอเจ๊ได้กอดเติบจามมุนในบันเต็งให้ดูมาโตเบากระบ้านนังคืนพลังปกวีเอ้ยดังขลุ่นล้างบองเปาเนยจุยยกได้ช่ำตะแปดพองเป็นนุ้งมีเนะจัดคางปีใบเนะบานเลือกปูซามแต่งขลุ่นสะดกสะดังดะล้านยกเตแปนเปิลตะด้านมันตีแปนเอ็นะสัญญิตจนรงโครโนโซมโจรวมสาวสไตพองนะกอดบันบัดบองจิวัดมุนเปิลหมดดอลมันตีเป็นรูดบัดเฮ้ยปุกวีเอ้ยให้ไอ้กับไอ้ฉันได้แต่เจ้าขยมมันแหละเตวดาเอ้ยไม่กันแน่โคกันมันแหละปุ๊กได้ขยมชีมันอุลอให้ไอ้ก็ควดอายุใครมันแหละ
ปกเอ้ยปกเอาខ្ញុំរួននៅជាមួយអ្នកណាปกទៅចោលម៉ែទៅចោលកូនហើយគ្រូប៉ែរើយមិនក៏មិនជួយពួកខ្ញុំផងអ្នកសយើយពេលនេះគាត់ទៅបានសុខហើយកាត់ចិត្តខ្លះទៅយើងនាំគាត់យកទៅផ្ទះវិញរៀបចំធ្វើបុណ្យទានឲ្យគាត់ខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេបងប្អូនអើយហេតុអីក៏គាត់ទៅលឿនម្ល៉េះក្រោយបន្តិចមកពួកគាត់ក៏បានដឹកសពុសាមមកផ្ទះវិញដើម្បីរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីគុណចៃមើលចាប់ពីពេលនេះទៅយើងគ្មានអ្នកទីពឹងទៀតឡើយពួកកូនគាត់ទៅចោលយើងហើយយើងនៅតែពីរនាក់ម៉ែអាណិតកូនណាត្រូវកំព្រាឪពុកទាំងខ្លួននៅក្មេងម៉ែខ្ញុំមិនណិតពុកណាគាត់មិនសមស្លាប់ទេពេលថ្ងៃគាត់ជជែកលេងជាមួយយើងតែពេលយប់គាត់ទៅចោលយើងបាត់ហើយកូនអើយកុំយំអីខ្លាចព្រលឹងពុកឯងទៅទាំងមិនស្ងប់បាត់ម៉ែតែម៉ែក៏ត្រូវឈប់យំដែរស្អែកនេះយើងត្រូវយកពុកឯងទៅបូជាហើយខ្មោចតៃហោងគេមិនឲ្យទុកយូរទេម៉ែអើយម៉ែបើអត់ពីពុកទៅកូនលែងបានទៅរៀនទៀតហើយមិនបានកូននិយាយអញ្ចឹងកូនលែងមានអ្នករកលុយឲ្យកូនទៅរៀនទៀតហើយកុំគិតបែបនឹងអីកូនដល់រាប់ណាម៉ែនៅមានជីវិតម៉ែនៅខំរកលុយឲ្យកូនរៀនឲ្យខានតែបានតែកូនត្រូវប្រឹងរៀនណាកូនបាត់ម៉ែកូននឹងមិនឲ្យម៉ែអស់សង្ឃឹមទេលុះស្អែកឡើងឥឡូវសពពុកកូនត្រូវបានបូជាហើយនៅតែពីអ្នកម៉ែកូនទីបាត់ម៉ែសូមម៉ែកុំព្រួយយើងនៅតែពីអ្នកមែនតែកូននឹងខំរៀនពេលកូនធំឡើងកូននឹងចិញ្ចឹមម៉ែមិនឲ្យព្រលឹងខ្មោចពុកពិបាកចិត្តទេកូនត្រូវខំរៀនធ្វើជាមនុស្សល្អណាកូនពីមុនម៉ែតែងតែមិនយល់ពីគំនិតកូនពេលកូនមិនឲ្យម៉ែចោលសម្រាមតាមផ្លូវម៉ែស្ដីថាឲ្យកូនម៉ែសែនសោកស្ដាយណាស់បើកាលនោះពុកម៉ែជឿតាមសម្ដីកូនសម្ដីគ្រូកូនប្រហែលពេលនេះពុកកូនក៏មិនបានស្លាប់ដែរម៉ែអើយកូនមិនចង់ឲ្យពុកម៉ែចោលសម្រាមតាមផ្លូវទេព្រោះគ្រូកូនថាមិនមែនត្រឹមតែជាការបំពុលបរិស្ថានទេថែមទាំងនាំគ្រូថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរទៀតផងពេលនេះម៉ែយល់ច្បាស់ហើយកូនសូមកូនបន្តគំនិតល្អរបស់កូនទៀតចោលម៉ែនឹងធ្វើតាមគំនិតកូនចាប់ពីពេលនេះតទៅមួយខែក្រោយមកយើងលក់ឡានយើងទៅកូនគ្រាន់បានលុយកាក់ខ្លះជាដើមទុនរកស៊ីម្យ៉ាងយើងសល់ម៉ូតូមួយគ្រាន់ជិះដប់កូនទៅរៀនដែរឡានយើងចាស់ហើយសេរីទៀតលក់បានប្រមាណទៅម៉ែបាន2000ក៏យកទៅទុកចោលនាំតែច្រេះចាំម្យ៉ាងម៉ែក៏មិនចេះបើកឡានដែរក្រោយពេលមីងសយបានជួលតូបគេលក់នៅផ្សារគាត់មានដើមទុនខ្លះគ្រាន់បង់សាលាឲ្យកូនរៀននិងទិញបន្លែត្រីសាច់សម្រាប់លក់ដូរយកកម្រៃចិញ្ចឹមកូនមានពេលខ្លះថ្ងៃកូនសម្រាប់រៀនគាត់បាននាំកូនទៅបេះបន្លែតាមព្រៃដំបានជនបទវាស្រែមានថ្ងៃមួយគាត់ក៏ទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ទៅកំសាន្តជាមួយខ្មោចពូសាំគាត់ឃើញកន្លែងនោះគាត់នឹកប្តីគាត់ណាស់ថ្ងៃនេះយើងដូចជាល្ងាចពេកហើយកូនតោះយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញខ្លាចយប់តន់ម៉ែម៉ែនោះណកន្លែងយើងមកលេងជាមួយពុកកានៅរស
cha mẹ hai con khơi cả lại nắng đôi chỉ khơi bọc cồn chăng cha em ơi chuôi bọc phong mai vía ơi chuôi nhom phong xem lên ấy mai tích mọi bọc lông tứ mai mà đừng tì cồn bọc vía cùng lông khi nhom cồn ấy ពួកខ្ញុំលោកបាត់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់កុំខ្លាចខ្ញុំអីខ្ញុំមិនធ្វើបាបម៉ែវាឯងនឹងកូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងចង់ផ្ដាំមានរឿងអីឆាប់និយាយមកខ្ញុំខ្លាចណាស់ពុកអើយពុកកូននឹកពុកណាស់ពុកឲ្យកូនឃើញបន្តិចបានទេកុំអីកូនពុកមានរូបរាងអាក្រក់ណាស់ខ្លាចកូនឃើញកូននឹងខ្លាចពុកហើយកូនមិនខ្លាចពុកទេពុកឆាប់ចេញមកពុករំពេចនេះខ្មោចពូសាន់ក៏លេចរូបរាងអាក្រក់គួរឲ្យខ្ពើមរអាយមិនក៏ពុកវាឯងមានរូបរាងអាក្រក់ម្ល៉េះហើយធំក្លិនតែសម្រាប់បែបហ្នឹងម៉ែវាឯងត្រូវចាំថានេះជាកម្មរបស់ខ្ញុំទេក្រោយពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅត្រូវយមបាលដាក់ទោសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាខ្មោចរើសសម្រាមខ្ញុំដើររើសគ្មានពេលសម្រាកទេតែសម្រាមនៅតែមិនចេះអស់បើខ្ញុំមិនរើសទេនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបសម្បកចេកតាមផ្លូវក៏ខ្ញុំរើសមិនអស់ទេហើយសម្រាមក្នុងព្រៃនេះក៏រើសមិនចេះអស់ដែរដូចនេះម៉ែវាឯងនឹងកូនកុំទំលាប់ចោលសម្រាមទៀតអីពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជួយយកចង្ហាន់ទៅវត្តអូទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យខ្ញុំបានរួចពីកម្មមួយនេះផងខ្ញុំលាអ្នកទាំងពីរត្រឹមនឹងសិនហើយពុកវាពុកវាពុកវាកូននឹងពេលនេះម៉ែយល់ច្បាស់ហើយម៉ែនឹងមិនពង្រីសម្រាមជារៀងរហូតហើយយើងនាំគ្នាឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់ខ្មោចពុកឯងដើម្បីឲ្យគាត់បានរួចរំដោះផុតទុក្ខមួយនេះផងចុះតោះយើងទៅផ្ទះយើងវិញបាត់ម៉ែចាប់ពីពេលនោះមកមីងសយតែងតែនាំអ្នកភូមិក្បែរផ្ទះចូលរួមសម្អាតភូមិក៏ដូចជាទីសាធារណៈពេលឃើញសម្រាមតាមព្រៃឬតាមទីសាធារណៈគាត់តែងតែចុះរើសទៅរៀបចំទុកដាក់ក្នុងធុងសំរាមរៀងរាល់ថ្ងៃសិលគាត់បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់យកចង្ហាន់ទៅវត្តដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យប្តីគាត់សូមឲ្យប្តីគាត់បានរួចរំដោះទុកផងទាំងឡាយទាំងពួងនិងបានយោនយកកំណើតនៅទីឋានដ៏សមគួរ